Trước hết là Minh Diệp và Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay. Và Minh Diệp và Hồng Nhung xin chúc quý vị và các bạn buổi chiều hôm nay thành công rực rỡ. Để thể hiện ca khúc này thì Minh Diệp với Hồng Nhung sẽ gửi tới với quý vị và các bạn ca khúc Về. Tìm chờ nhau hứa hẹn mùa đông buồn mùa sương ướt lạnh vai em anh thấy lòng mình xót cảm ơn quý vị và các bạn.
Vâng, xin cảm ơn giọng ca của anh chị rất là nhiều ạ. Và tiếp theo thì xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc về miền quan họ ạ. Ca khúc Gửi Về Quan Họ do cặp song ca Phùng Hòa và chị Thu Hà trình bày.